Chọn năm căn Tác giả Nguyễn Ngọc Hội Trước kia lãnh thổ Nam Việt Nam chia làm bốn vùng chiến thuật Về lãnh hải thì cũng được chia làm bốn vùng duyên hải Thời đó nếu có ai chết trận Thì được gọi là được thuyên chuyển về vùng năm Vùng bên kia thế giới con người đang sống Đến năm 1973 Với sự phát triển mạnh mẽ của hải quân Và để đáp ứng hoàn cảnh chiến trường sôi động Bộ Tư lệnh Hải quân thành lập Bộ Tư lệnh Hải quân vùng Nam Duyên Hải, đóng tại Nam Căn, và cũng chỉ Hải quân mới có vùng Nam dị biệt này. Năm 1970, tôi từ Chu Lai, vùng một Duyên Hải, được lệnh thuyên chuyển xuống Nam Căn. Tôi không lo buồn tí nào cả. Ở Chu Lai lúc đó tạm yên vì Duyên đoàn 15 nằm cạnh căn cứ Chu Lai của Hoa Kỳ, bên Kỳ Hòa, nhưng bên kia sông là thôn Kỳ Hòa, không ai dám bén mãn tới. Nhờ có căn cứ Hoa Kỳ bên cạnh, hễ môi hở răng lạnh, nên Duyên đoàn 15 không sợ tấn công vào căn cứ, mà chỉ sợ pháo kích ban đêm. Nên ngoài nhiệm vụ đi tuần ở ngoài biển, ban đêm, Duyên đoàn cho ghe đi tuần tiểu ở trong sông và cửa biển. Lính ở Duyên đoàn đa số là hải thuyền cải tuyển, trên tay hoặc ngực họ có khắc chữ sát cộng, sống chung với anh em huynh đệ chi binh dù ở đó thời gian lâu dù muốn hay không tôi cũng trở thành những người không sợ chết nhát thành ra đi năm căn có gì đâu mà lo ngoài ra lúc đó tôi chỉ nhận điện tính đi vùng ba duyên hải lãnh pcf chứ chưa biết rõ là đi năm căn vì điện tính chỉ viết tắt nên lòng thấy mừng là được thoát khỏi vùng một duyên hải chỉ những người gốc gác quảng nam đà nẵng mới thích ở lại vùng một duyên hải vùng đầu tuyến như trường hợp Bá Gãy, Trần Đình Bá mà thôi. Đến vùng Ba Duyên Hải, tôi có gặp một số sĩ quan khóa 16 và khóa 17, nhưng họ thường đi tuần tiểu từ sáng sớm hoặc chiều tối. Sau khi xong công tác là họ nhảy phóc về Sài Gòn, hưởng lạc thú với vợ con và bạn bè. Chỉ có toán lãnh PCF là thuộc diện con bà Phước, nên ở lại ăn ngủ ở căn cứ Hải quân Rạch Dừa. Trong số này có bá và đạt là thân thiết. Bá ở chung phòng với tôi suốt hai năm tại quân trường. Đến khi ra Đà Nẵng, hai đứa thường đi chung với nhau vào câu lạc bộ Mỹ ở Tiên Sa để cùng ly với các sĩ quan hải quân Hoa Kỳ. Đạt có nhà ở ngay thành phố Nha Trang, nên thời gian còn ở quân trường, mỗi khi được đi bờ thì Đạt ngựa về nhà. Còn tôi thường đi với Hiệp Ngọng, đóng đô ở quán Hồng Mai. Dạo đó tôi và Đạt Ngựa chưa thân lắm. Mãi đến khi Đạt Ngựa đổi ra làm ở căn cứ yểm trợ tiếp vận hải quân Đà Nẵng, lúc đó hai kẻ xa nhà gặp nhau. Tôi thuộc loại ma cũ. Có lần Đạt Ngựa rủ tôi ra thăm quê hương núi Ngự, sông Hương. Lòng tôi thật rộn ràng, nghĩ đến đêm thanh ngủ đò biết bao thú vị. Nhưng Đạt Ngựa vẫn còn nhát gan. Sau khi viếng thăm Điện Thái Hòa và các cung điện trong thành nội, Hồ Tịnh Tâm, qua cửa thượng tứ, cửa đông ba, chiều đến ghé lại nhà bà con của Đạt, ông ta là viện trưởng luật khoa Huế. Sau khi thăm hỏi, ông dặn dò các cháu có đi chơi đâu thì đi, nhưng tối phải về nhà ngủ. Đạt ngựa vân dạ, làm tôi buồn tiêu nghỉu. Đêm đó thay vì đi ngủ đò, phải về nhà ngủ ở nhà kính cổng cao tường. Lần sau, tôi và Đạt có trở lại Huế, nhưng không ghé thăm ai cả. Lúc đó tôi cũng có quen một cô gái người Huế, nhưng tôi sợ bị chôn chân tại vùng một Nhớ ngày xưa, có câu học trò sứ quản ra thi, thấy cô gái Huế chân đi không đành. Tôi không phải là học trò sứ quản, nên đất thần kinh không buộc chân tôi được. Ở Đà Nẵng, Đạt và tôi khi rảnh rỗi thường tạm trú ở các quán nhạc bình dân, chỉ cần có bia 33 là đủ. Đạt ăn uống rất ít, thường lai rai với vài cái ché và tôi cũng bắt đầu thưởng thức hương vị đậm đà của ché từ đó. Đạt bà tôi cũng không thích đến các quán ca nhạc về đêm, nên thường sau khi nhậu đã, chúng tôi về sớm với hai ổ bánh mì thịt gà trà bông. Đêm tối ở Đà Nẵng rất phức tạp, đủ mọi binh chủng về đó tìm nơi giải trí lành mạnh. Họ mang theo bên mình cả súng lớn, súng nhỏ để phòng thân, vì sợ hay vì từ chiến trận về tranh thủ thời gian một hôm cao hứng, khi đang nhậu ở câu lạc bộ Mỹ xong, tôi và Đạt rủ mấy bạn Mỹ ra phố giải trí lành mạnh. Gặp chuyện không may, Đạt ngựa dở chứng gàn bát sách, thấy chuyện bất bình của mấy chị em ta liền ra tay can thiệp. Thật điếc không sợ súng, anh chàng bộ binh bị làm cục hứng sách M16 bắn vào chân của Đạt ngựa. Nghe tiếng súng nổ, mọi người tụ lại, trong đó có bạn bè và trung úy bộ binh của anh chàng vừa bắn. Đạt ngựa bình tĩnh, giải thích với viên trung úy. Anh thấy đó, tôi có làm gì đâu, mà lính của anh bắn tôi đây này, đây này. Đạt chỉ chỗ rách ở ống quần phía dưới đầu gối trái. Cũng may là trước khi đi, đạt ngựa bảo tôi mang súng theo, nhưng tôi không lấy súng. Chỉ có mấy ông bạn Mỹ là có súng. Nếu có súng thì tôi và Đạt cũng nổi máu anh hùng rơm, có thể đổ máu vì chuyện lắng nhất nhóm lính bộ binh thấy bên ngoài có tôi và mấy người bạn mỹ đang ở xe jeep có súng nên tìm cách xin lỗi đạt và rủ đi nơi khác giải trí nhưng đã đến giờ giới nghiêm chúng tôi về lại trại tiên xa và cũng từ đó tôi và đạt không ra phố vào ban đêm nữa mặc dầu đang ở vũng tàu mà đạt vẫn nhớ câu đi đêm có ngày gặp ma nên đạt ngựa ở lại căn cứ xem phim chùa trong thời gian chờ làm thủ tục giấy tờ nhận lãnh pcf tôi và bá gỗ thường trốn về sài gòn hoặc ghé lại phước tuy nhà người chú ruột của bá gỗ còn những lúc ở lại căn cứ thì đêm đêm rủ nhau ra thị xã vũng tàu tìm vui ở các quán rượu sau khi đến vùng ba duyên hải tôi mới nghe các bạn ở hải đội ba biệt phái công tác ở nam căn trở về kể lại nam căn đi dễ khó về chỉ có đạt ngựa lúc đó không là ngựa chạy long nhông mà nằm lì căn cứ rạch dừa, nên ngày trung tá luật xuống làm thủ tục thì chỉ có mình đạt ngựa lãnh tàu, những người còn lại thì lãnh cũ. Đời lính vài cũ nhầm nhò gì? Vậy mà cuộc đời binh nghiệp của Đạt cũng chẳng mấy suôn sẻ. Một đêm tối trời, Đại úy Ti khóa 14 hướng dẫn 10 PCF đi năm căn, có lẽ bị ám ảnh bởi lời đồn nam căn dễ khó về và cũng vì trách nhiệm giao phó để tránh thiệt hại nên chúng tôi phải đi vào ban đêm vừa ra khỏi cửa vũng tàu gặp mưa to gió lớn liên lạc truyền tin khó khăn một vài la bàn bị hư nên phải chạy nối đuôi nhau có một chiếc nào chậm tất cả phải ngân máy chờ ngày lãnh tàu chỉ có đạt ký giấy nhận dùm nên chính sĩ quan còn lại không ai biết rõ tình trạng kỹ thuật của tàu ra sao Ngày giờ đi cũng giữ kín đến buổi chiều sắp khởi hành mới cho lãnh dầu để đi, cũng may chỉ có một bài trục trặc nhỏ về kỹ thuật, cuối cùng khoảng 2 giờ sáng chúng tôi cũng đi ngang qua cửa gành Hào, từ đó xuống cửa Bồ Đề không xa lắm. Nhưng chúng tôi không dám chạy nhanh, cũng không dám chạy gần bờ sợ mắc cạn, phải lần theo từng bước xem xét cho đúng hướng mới vào cửa được. Chúng tôi vào đến căn cứ thì trời gần sáng đây là một căn cứ nổi bốn bề cây cối um tùm thuộc rừng u minh hạ cặp bến chúng tôi nhìn mặt nhau ôi còn nỗi buồn nào hơn lúc đó bộ chỉ huy hải đội năm còn đóng ở mỹ tho chúng tôi được biệt phái cho liên đoàn đặc nhiệm hai trăm mười lăm thuộc lực lượng ngăn chặn của đại tá thiều người chỉ huy trực tiếp chúng tôi là trung tá tuyên Nhiệm vụ chính của chúng tôi là tuần tiểu giữ an ninh trên sông và yểm trợ các cuộc hành quân của bộ binh. Đây là nơi tận cùng của Cà Mau, nổi tiếng nhiều mũi. Nếu ai chưa từng đến năm căn mà nghe nói phải dăng mùng cho heo ngủ, thì cho là nói láo liếu, bị chuyện. Vì cho rằng ngủ như heo nên một vài con mũi cắn thì nhầm nhò gì. Đêm đến mặc dầu có thoa thuốc chống mũi nhưng mũi đậu trên tay dày đặc phải vuốt đi chứ không còn đập từng con nữa phần thì bị mũi phần thì nghe tiếng lụ đạn nổ suốt đêm lúc đầu không sao ngủ được nhưng lâu dần cũng quen đêm nào thất giấc không nghe tiếng lụ đạn nổ là lo lắng sợ mấy thằng đến gác đêm ngủ quên dưới sông sợ người nhái tấn công trên bờ sợ pháo kích đêm bị pháo kích một hai lần là chuyện thường trên bờ cũng chết dưới sông cũng chết thôi thì phó mặc cho định mệnh an bài vài tháng sau hai tiểu đoàn ở bên kia bờ sông đối diện với căn cứ rút đi căn cứ rơi vào tình trạng môi hở chúng tôi lại thêm trách nhiệm là mỗi tối chia nhau ủi bãi nơi căn cứ cũ của hai tiểu đoàn để làm chốt ngăn chặn ngoại trừ những lúc đi yểm trợ hành quân và hộ tống chiến hạm đến tiếp tế chúng tôi thường đi tuần tiểu trên sông từng cặp để yểm trợ lẫn nhau thỉnh thoảng chúng tôi bị tấn công. Ban ngày thì chúng tôi dễ dàng xoay sở phản kích lại, nhưng ban đêm thì gặp nhiều trở ngại, nhất là khi qua các hàng đáy bắt tôm cá của đồng bào địa phương. Chiến đỉnh buộc lòng phải chạy qua chỗ để trống, không có lưới mà họ chừa sẵn. Hai bên bờ họ treo hai đèn dầu leo loét làm điểm nhắm. Nếu không khôn khéo khi chiến đỉnh vượt qua hàng đáy làm che khuất ánh đèn sáng, họ núp ở xa cứ súng canh trước nhắm thẳng vào hai ngọn đèn khi không thấy ánh đèn dầu là bóp cò súng thế là bên ta bị thương rút kinh nghiệm chúng tôi thường bắn vào các đèn dầu ở hai bên hàng đáy rồi chạy thật nhanh qua hoặc tắt máy rồi thả trôi theo dòng nước chúng tôi thường thay đổi cách đi tuần tiểu có khi đi bên này bờ sông có khi đi bên kia bờ sông nhằm đánh lạc hướng đối phương một hôm chúng tôi ở ấp hàm rồng nhậu say cả bọn cao hứng nhảy xuống chiến đỉnh có thủy thủ sẵn sàng ở đó mỗi sĩ quan mỗi chiếc khi qua khỏi kinh cái ngay con rạch huyết lộ từ cà mau xuống năm căn do gian đoàn ngăn chặn trách nhiệm tuần tiểu bảo vệ an ninh độ vài cây số là bị thục b 40 mặc dầu bên ta không bị thiệt hại gì cả nhưng lúc đó vừa hăng mùi rượu nên tất cả súng lớn súng nhỏ trên chiến đỉnh đều khai hỏa Kết quả là ta chỉ lượm được một ống phóng B-40 mà thôi. Ngoài ngã ba cái ngay, ngã ba đầm dơi là nơi nguy hiểm nhất, vùng tự do tác xạ, đi tuần tiểu mà thấy các ghe khả nghi ở đó cũng không dám chạy vào kiểm soát. Cái trở ngại ở sông cái lớn là mật nước lên cao và xuống thấp cách nhau khoảng 3-4 thước, lúc nước lên tàu bè vào cửa dễ dàng, nhưng khi chạy trong sông là mục tiêu dễ bị tấn công sông rất sâu không thả neo được, nên mỗi lần ăn cơm trưa phải ủi bãi, nếu lơ là không để ý canh chừng mực nước. Sau khi ăn xong, chiến đỉnh nằm trên cạn phải cầu cứu. Có lần, PCF của Thiếu úy Sơn Lành, OCS, tuần tiểu ở sông Cái Lớn, vì một lý do nào đó chạy ra neo ngoài cửa sông Bồ Đề cho an toàn. Nhưng trời bất dung, neo không bám, PCF bị gió thổi tấp vào bờ phía đông nam cửa Bồ Đề, sau đó phải nhờ trực thăng của vùng 4 yểm trợ và nhờ lực lượng địa phương quân giữ an toàn trong suốt thời gian PCF bị mắc cạn. Sau này, khi Bộ Chỉ huy Hải đội 5 rời xuống 5 căn, rồi đến sự thành lập Bộ Tư lệnh vùng Nam Duyên Hải, tại đây có nhiều thay đổi về đời sống trong căn cứ cũng như ngoài địa phương. Tôi đang ở đơn vị xa nên không biết rõ, trong giai đoạn đầu, những ngày tháng chúng tôi còn ở năm căn, điểm hẹn duy nhất của tụi tôi là quán cô chọn. Lúc đó quán cô chọn còn thưa thớt khách, cũng như vài ba quán khác nằm dọc bên bờ sông Cái Lớn, cách căn cứ hải quân khoảng ba cây số. Ấp hàm rồng lúc bấy giờ gồm không quá 20 nóc nhà, dân cư từ các vùng phụ cận đến lập nghiệp, làm công cho căn cứ Mỹ, làm đưới đăng và buôn bán các gian đoàn ngăn chặn đến công tác một thời gian thì được hoán chuyển đi nơi khác chỉ có chúng tôi là ở lâu mà đa số lại là những sĩ quan độc thân vui tính nên ngày nào cũng tụ tập tại quán cô chọn hết ăn sáng lại ăn trưa nếu không bị đi công tác thì nhậu luôn đến chiều tối ăn sáng ở đây chỉ có mì gói với tôm khô và bắp cải nhậu thì có tôm cua cá lóc gà vịt Người nhậu muốn nhậu món gì thì bảo họ làm Chứ chẳng có thực đơn gì cả Vì họ là những người từ quê ra Nên không rành nấu nướng Ăn gà và vịt lâu cũng ngán Hôm đó quán có cua Tôi gọi cua rang muối Gọi là món đặc biệt Vì hôm đó có quý khóa 14 Sau khi nhậu lai rai Họ mang ra mấy con cua còn nguyên mu Chưa tách ra Đạt ngựa trợn tròn mắt Ri hả? Nghĩa là thế này hả? tôi gọi lại hỏi thì họ cho biết họ làm đúng như tôi gọi họ rửa sạch cua rồi bỏ vào một cái nồi đất đổ vào một tô muối hộp muối sống nguyên chất đậy vung và đun nóng cho đến khi không còn nghe tiếng muối nổ lốp bốp bên trong thì coi như đã chín còn món cua rang muối trong các tiệm nhậu ở phố thì ở đây họ gọi là cua xào mỡ đặt ngựa lên tiếng chi lã rứa tôi bắt trước đạt trả lời răng môi nà, nghĩa là có gì đâu nào. Tôi nói mọi người, coi dơi nhậu một món đặc biệt, gọi là nhập quán tùy tục. Dân ở đây thường nói, con cá gô bỏ trong gỗ nhảy gồ gồ. Lúc đó tôi mới kể lại với các bạn cùng ngồi ở bàn nhậu là thời gian trước tôi có quen một cô gái Huế. Khi nói chuyện cô ta dùng rặc chữ Huế, chi, mô, tê, răng, sứa, tôi không hiểu gì cả. Có lần cô bạn đó đọc cho tôi nghe Đột nát ngoài cơi hấn đã mưa Nồi cơm côi nút lã đung vừa Chét cá trả can bù nêm mối Rào sâu sắc nặng đặng ngơi trưa Tôi không hiểu gì cả Giả bộ khen hay và nhờ cô ấy viết ra giấy Sau đó tôi phải tìm người khác giảng ra mới biết Đu nước ngoài sân hấn thỏa thuê Nồi cơm trên bếp lửa đung vừa Nêu cá ôm canh bầu nêm muối, quần giặt ao sâu xong ngủ trưa. Món ăn thì ở các quán tương đối giống nhau, còn mỗi quán có tên riêng hay không tôi không còn nhớ. Lúc đó lính ở năm căn thường gọi quán bằng cái tên riêng đặc biệt cho dễ nhớ như quán bà Tư Bụi Đời. Bà này đã lớn tuổi đi làm cho cơ quan Mỹ ở căn cứ năm căn. Nghe kể bà ta đêm thường ở lại căn nhà nhỏ ở bãi đáp của C-47, không sợ pháo kích. Khi mở quán bán, nếu khách chịu chơi thì bà Tư cũng xả láng luôn. Còn nếu khách thuộc loại bình thường thì đến quán cô chọn ngồi tán dốc cho hết thì giờ. Cô chọn không đẹp nhưng trắng trẻo dễ coi, khác mấy người ở đây. Giữa những người làm ăn lam lũ và ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì với một bông hoa dại cũng làm cho cảnh thêm sắc, ai cũng đến ngắm, đổ tiền vào những bữa nhậu nhưng chưa dám hay không dám bẻ hoa. Theo tôi nghĩ chắc là không dám, vì bất dây gặp hổ. Những người trong quán rất khả nghi, cô hưởng chị cô chọn có chồng ở xa, có thể đang ở khu rừng đước sau quán hoặc bên kia sông đối diện cũng như mấy cô ở xa đến ở tạm quán bà Tư để thăm chồng, nhưng chồng lại không phải là lính phe ta. Bá gỗ là người có số đào hoa chiếu mệnh, ngay từ lúc ở quân trường cũng đã lả lướt với châu rồi rồi, Hải quân có 12 bến nước mà bá gỗ có đến 13 bến tình. Chỉ có vài ngày ở Vũng Tàu, bá gỗ đã giới thiệu bạn gái với tôi rồi. Bá gỗ thích chọc thủng vòng tuyến nên chỗ nào không chắc ăn bá gỗ không tiến tới để khỏi mất thì giờ có lẽ bá gỗ đã từng trải quá nhiều nên sau này bá gỗ trở thành rất rộng lượng sau ngày học tập cải tạo về bá gỗ và tôi cùng ở cư xá thanh đa bá gỗ thường xuyên gặp tôi lai rai ở ngay chợ thanh đa hoặc ở quán bài diễm có lúc uống bia có lúc rượu đế bá gỗ đã tâm sự là khi được trả về không còn vườn xưa cảnh cũ nữa bá gỗ đã về nhà của nhạc gia nhưng một hôm có đám dỗ bá gỗ đã thưa với ông bà nhạc vợ của con như một khu vườn cần người chăm sóc trong thời gian con ở trại cải tạo có anh b tưới nước dùm nay con xin để cho anh b tiếp tục bón phân cho khu vườn tiếp tục tươi mát bà xã tôi nghe nói rất là khâm phục khâm phục tính quân tử của bá gỗ rồi bà quay sang hỏi tôi trường hợp là anh anh có làm như vậy không tôi bảo chuyện chưa xảy ra không thể trả lời trước được chắc phải thủ sẵn một cái búa còn đạt ngựa thì chỉ cần nhậu mà thôi ngựa mệt chỉ cần tu bia rồi kể chuyện trời mây cũng như bá nha bà tử kỳ đạt ngựa nói ra tôi ngồi nghe chính vì vậy mà đạt và tôi thường đi nhậu chung để có người nói người nghe tôi thì ít nói lại nhát gái nữa trong nhóm bạn ở năm căn sau đó có sơn hà cao ráo trắng trẻo đẹp trai lại là người nam nên đã vượt qua mặt tuổi tôi đã khoe là được lòng cô chọn tài cán của sơn hà thì dư thừa qua lần đi đại kỳ ở an thới phú quốc các bạn đều đồng ý nhường người đẹp rạch giá cho sơn hà sơn hà như con bướm thấy hoa thì đáp lại nhưng chỉ bay lượn bên ngoài không biết Sơn Hà khoe thật hay để chọc tức Phước Đen vì Phước Đen một hôm tuyên bố đã thoa dầu cù là vào rúng cô chọn. Hôm đó cô chọn bị cảm nặng, nghỉ bán. Chỉ có mấy đứa em đứng bán. Phước Đen là người ăn nói thật có duyên khi cười để lộ hàm răng hy nốt. Chắc cô chọn đánh răng bằng than nên thấy hàm răng hy nốt thì thích ngay. Thời đệ nhất Cộng Hòa, năm căn là vừa than ở ngay ấp hàm rồng cũng như dọc hai bên bờ sông cái lớn là dấu tích những lò than năm căn là một rừng đước bao la cây lớn rễ dài nên than ở đây rất tốt là một nguồn lợi lớn rừng vàng cho các nhà tư bản đứng ra khai thác năm căn cũng là nơi sản xuất tôm khô lớn và ngon sau đó 10 sĩ quan pcf đầu tiên ở năm căn lần lượt thuyên chuyển đi nơi khác tôi về bộ tư lệnh hải quân lực lượng duyên phòng ở bán đảo cam ranh ngồi làm việc văn phòng với giấy tờ báo cáo về huấn luyện câu chuyện chọn năm căn còn dài nhưng tôi lại hết ý nên dần ở đây lời quê góp nhặt dông dài mua vui cũng được một vài trống canh mong các bạn khác tiếp nối những buồn vui đời lính nguyễn ngọc hội